Thảo Vi xin kính chào quý khán giả thân mến đang đến với bản tin cập nhật tin tức chiến sự Ukraine. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Theo tờ Newsweek, thưa quý vị, thợ sửa chữa xe tăng Nga ở vùng Belgorod được cho là đã cho nổ một chiếc xe tăng T-72 mà họ đang sửa chữa, gây hư hại cho hai chiếc xe tăng khác. Vào tối thứ Năm, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở sửa chữa xe tăng ở Belgorod, nằm gần biên giới của Nga với Ukraine. Theo Paza, một kênh Telegram của Nga thường xuyên đăng thông tin về các vấn đề an ninh trong nước. Vụ hỏa hoạn được cho là bắt đầu do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sửa chữa đã khiến kho đạn phát nổ, phá hủy một xe tăng và làm hư hại hai xe khác gần đó. Lính cứu hỏa đến hiện trường 2 giờ sau vụ cháy và nó đã được dập tắt trong nửa giờ. Bà Gia cho biết không có thương vong nào được báo cáo. Xe tăng T-72 đã đóng một vai trò quan trọng trong quân đội Nga trong suốt cuộc xung đột, bắt đầu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm chiếm nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố trên trang Facebook của mình các ước tính của Ukraine về tổng thiệt hại mà Nga phải đối mặt kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Ước tính cho đến nay, Nga đã mất tổng cộng 3.098 xe tăng trong cuộc xung đột. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội trong những tháng gần đây cho thấy Nga lấy xe tăng thời Liên Xô ra khỏi kho để triển khai trong cuộc chiến ở Ukraine. Vào tháng 9, Anton Geraschenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã chia sẻ một đoạn clip trên trang Twitter của mình cho thấy nhiều xe tăng T-62-50 tuổi xếp hàng trên đường ray xe lửa của Nga. Cố vấn của chính phủ Ukraine đã viết trên Twitter, những chiếc xe tăng cũ của Liên Xô đã bị Nga đưa ra khỏi các kho dự trữ, không có sự bảo vệ nào trước các loại vũ khí hiện đại, và những lính nghĩa vụ mới của Nga cũng không được bảo vệ trước vũ khí hiện đại và quân đội hiện đại. Chúng ta đã thấy những gì họ chiến đấu, tôi có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo. Những thiếu sót như thế chắc chắn sẽ thất bại. Bộ Quốc phòng Anh cho biết từ hồi tháng 5 rằng Nga đã chuyển các xe tăng T-62, 50 năm tuổi từ kho chứa sâu để triển khai cho nhóm lực lượng phía Nam. Sử dụng những phương tiện như vậy có khả năng đặc biệt dễ bị tổn thương trước vũ khí chống tăng. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 đã thay thế các xe tăng T-62 được sản xuất tại Liên Xô từ năm 1961 đến năm 1973. Trong một diễn biến đáng chú ý, thưa quý vị, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Luhansk hiện hai đài cho biết quân đội Ukraine đang tiến về Crimea để giải phóng thành phố chiến lược này. Người Nga đang cố gắng phản công để ngăn chặn đà tiến của Ukraine, nhưng không thành công. Theo UAY, ông Haidai nhấn mạnh rằng tình hình ở mặt trận này rất khó khăn, nhưng được lực lượng Ukraine kiểm soát hoàn toàn. Ngôi làng Bilohorivka ở vùng Donetsk đang bị đối phương pháo kích liên tục. Tất cả các cuộc tấn công của Nga ở đó đều bị quân phòng thủ của chúng tôi đẩy lùi. Các hướng Svatov, Kremina, Stelmakivka, Makivka, Chevernobylivka cũng đều đang bị pháo kích, ông Haidai nói. Tình báo Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine rằng điểm đặc biệt của trận chiến giành Crimea là khu vực lá kim giúp các bên tham chiến khả năng ngụy trang khỏi các máy bay do thám trên không ngay cả trong mùa đông. Do đó, cả hai bên Nga và Ukraine có lẽ đang cố gắng điều chỉnh độ chính xác của hỏa lực pháo binh việc giải phóng thành phố Kremina sẽ cho phép lực lượng Ukraine kiểm soát các con đường chính đến Severodonetsk và Lysychansk và tấn công quân đội Nga gần Bắc Mút. Tình báo Anh mới đây cũng cho biết thêm rằng quân đội Nga đã điều động các binh sĩ thuộc sư đoàn dù 76 tới di viện cho mặt trận Kremina. Kể từ đầu tháng 1 năm 2023, quân đội Nga đã đưa thêm lực lượng từ sư đoàn dù số 76 tới gia cố cho mặt trận Kremina, lính dù có thể được tăng cường sử dụng trong thời gian tới, như là lực lượng phản ứng nhanh nhanh tinh nhuệ của quân đội Nga. Thông báo trên viết, Sư đoàn dù số 76 là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Nga được thành lập từ năm 1939. Sư đoàn này đã tham gia vào nhiều cuộc chiến của quân đội Liên Xô, Nga và đạt được nhiều chiến công hiển hách. Tại chiến trường Ukraine, sư đoàn dù số 76 là lực lượng chủ lực chi viện cho các phòng tuyến của quân đội Nga tại Donbass và Kherson việc đưa sư đoàn dù số 76 tới Crimea cho thấy quyết tâm của Nga trong việc giữ vững thành phố chiến lược này trước đà phản công của quân đội Ukraine. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng Chủ nhật 15 tháng 1, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Inak cho biết hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 1, quân xâm lược Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn khác vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã phá hủy 25 trong số 38 hỏa tiễn các loại của Nga khoảng 13 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, tức là 6 giờ chiều theo giờ Việt Nam, quân xâm lược phóng hỏa tiễn hành trình KS-101 và KS-555 từ 8 máy bay ném bom chiến lược mươi 95MS từ biển Caspi và hỏa tiễn Caliber từ tàu chiến nổi và tàu ngầm ở Hát Hải. Có tổng cộng 23 hỏa tiễn hành trình trên không và trên biển. Đồng thời, hoạt động của máy bay chiến lược địch được quan sát theo nhiều hướng khác nhau. Năm hỏa tiễn dẫn đường KS-59 được phóng từ máy bay chiến đấu Su-35. Năm hỏa tiễn hành trình KS-22 được phóng từ năm máy bay ném bom tầm xa tu 22M3. Một trong những hỏa tiễn này đã đánh trúng một khu chung cư ở Dnipro. Ngoài ra, thêm 5 hỏa tiễn dẫn đường KS-59 đã được phóng đi, 4 trong số đó đã bị lực lượng phòng không bắn hạ. Tổng cộng, 25 trong số 38 hỏa tiễn các loại của địch đã bị phá hủy. Mặt khác, giới chức Dnipro cáo buộc Nga tập kích hỏa tiễn vào tòa chung cư tại thành phố miền trung Ukraine khiến ít nhất 20 dân thường thiệt mạng. 20 người vô tội đã chết, 73 người bị thương và số phận của hơn 40 người khác vẫn chưa rõ. Valentin Renishchenko, tỉnh trưởng Dnipro, miền trung Ukraine ngày 15 tháng 1 viết về hậu quả của vụ tập kích. Ông Renishchenko cho hay tòa chung cư trong thành phố Dnipro, thủ phủ tỉnh cùng tên, sập một phần sau khi trúng hỏa tiễn Nga vào tối 14 tháng 1. Lực lượng cứu hộ thành phố đã làm việc xuyên đêm trong cái lạnh âm độ để tìm người sống sót và thi thể các nạn nhân. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga thực hiện vụ phóng hỏa tiễn vào tòa chung cư 9 tầng, trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về diễn biến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói số người thiệt mạng trong vụ tấn công có thể tiếp tục tăng. Phó thị trưởng Dnipro Mykhailo Lyshenko nói một số cư dân sống sót sau vụ tập kích đã gửi tin nhắn cầu cứu từ đống đổ nát. Trước tình hình đó, Tòa Bạch Ốc đã lên án vụ bắn phá mới nhất của Nga và Ukraine hôm thứ Bảy nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, những cuộc không kích này là một ví dụ khác về cuộc chiến tàn bạo và mang rợ mà Nga đang tiến hành, tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, nơi cung cấp ánh sáng và nhiệt cho dân thường Ukraine. Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để tự vệ, bao gồm các hệ thống phòng không cùng với các đồng minh và đối tác của chúng ta. Chúng ta sẽ sẽ tiếp tục công việc của mình để buộc các lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và hành động tàn bạo của họ. Nga tiếp tục đánh giá thấp sức mạnh và quyết tâm của người dân Ukraine và những nỗ lực mới nhất nhằm làm mất tinh thần của họ sẽ thất bại một lần nữa. Tuần trước, Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu trị giá 2,85 tỷ đô la bao gồm 50 xe chiến đấu Bradley, 500 hỏa tiễn chống tăng Tau và hàng chục nghìn viên đạn 25 ly. Quân đội Ukraine cũng sẽ bắt đầu hướng luyện về hệ thống hỏa tiễn Patriot tại Hoa Kỳ ngay trong tuần tới, ngũ giác đài tuyên bố vào đầu tuần này. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The sự post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Thảo Vi và ban biên tập kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!